Rồi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn ha. Hôm nay là ngày thứ bảy, thì thông thường cái tiệm mà photo á, mình thấy đa số các tiệm photo thì ngày thứ bảy đều rất là vắng khách, tại vì các tiệm photo chỉ có làm dưới lại các cơ quan trường học và học sinh thôi, thì nên là cái khách số lượng ngày thứ bảy của mình cũng ít lắm. Có một số khách lẻ, ví dụ như Hồ Chí Minh, hộ khẩu thì có thể họ phô. Tuy nhiên là mình nghĩ trong thời gian sắp tới thì cái hộ khẩu nó sẽ bỏ rồi, nó sẽ qua cái thẻ căn cước luôn, thì mình nghĩ là cái tiệm dịch vụ photo hầu như là tiệm nào sẽ mắc một cái mối này. Đây là cái mối khách lẻ, nói chung là tương đối, cũng nếu mà phô nhiều thì nói chung cũng tương đối là có thu nhập. Thì những cái video trước mình đã nói với tất cả các bạn và các anh chị, nếu mà mới mở tiệm ra thì các anh chị nên vận dụng, nên chịu khó làm những cái việc nhỏ lẻ, ví dụ những cái gì mà một hai tờ gì mình liên quan đến thiết kế được thì mình cứ làm để mình nhận. Mình lấy, thứ nhất là mình lấy cái sự uy tín của cái tiệm của chúng ta, thứ hai nữa là mình nhằm mục đích là mình quảng bá luôn cái tiệm chúng ta. Khi mà khách hàng họ làm, họ ưng ý những cái nhỏ lẻ mình làm thì khách hàng cũng sẽ rất là ưng ý và họ sẽ giới thiệu cho mình những cái mối. Do đó là tất cả các bạn hoặc các anh chị nào mới mở tiệm thì mình nghĩ là nên đa dạng hóa cái dịch vụ. Ví dụ như lúc trước mình mở tiệm, mình chỉ có suy nghĩ là mình sẽ photocopy thôi. Thì trong quá trình mở tiệm photocopy thì cái thời gian trống rất là nhiều. Các bạn biết là nếu mà hai cái máy photo mà các bạn trong một ngày, hầu như là nếu các bạn mới mở ra, hầu như các bạn ngồi không à, các bạn không có mối. Thì các bạn có thể là lên mạng, các bạn download những cái mẫu giấy khen, mẫu chứng nhận, mẫu tem nhãn gì đó, rồi các bạn về trao dồi kinh nghiệm và các bạn lưu lại đó. Rồi sau đó là các bạn quảng cáo trên cái fanpage trên Facebook, thì hầu như là bữa nay là ai cũng xuống xài Facebook và fanpage. Nếu các bạn nào tốt nữa thì các bạn có thêm cái YouTube để các bạn làm. Thì mình nghĩ đó là những cái phương tiện để cho mình quảng bá cái tiệm và mình kiếm thêm khách với thu nhập. Thì nếu mà các bạn và các chị mới mở tiệm ra thì hầu như khách được số lượng khách ít lắm, cái thời gian trống rất là nhiều, nên do đó là mình phải đa dạng cái đó dịch vụ. Mình sẽ nghĩ ra cái cách quảng bá về cách nhận in tem nhãn, in mì thư, in giấy khen, in chứng nhận, rồi in thẻ nhựa BBC, rồi chúng ta sẽ trao dổi học hỏi để chúng ta đa dạng hóa dịch vụ giống như một cái tiệm tạp hóa vậy. Thì mình nghĩ nó mới đủ cái thu nhập cho tất cả các bạn. Còn nếu mà các bạn cứ chai lì, các bạn chỉ có nghĩ về các photo thôi thì cái số lượng khách nó không nhiều thì cái thu nhập của bạn không có, thì dễ đến sự chán nản và cái sự các bạn sẽ không có còn gọi là bền bỉ để mà theo đuổi cái nghề dịch vụ này nữa, thì đó nó sẽ dễ bị thất bại nếu mà các bạn chỉ biết photo không mà không biết tất cả dịch vụ khác. Đó là đây là một trong những chia sẻ chân thành nhất của mình. Đó, các bạn biết là thứ bảy đâu có tiệm nào sáng giờ ngồi, chỉ có leo ve làm, nó có mấy khách thôi, mấy khách lẻ. Còn đây là những cái tài liệu mà mình phải đóng cho khách hàng là trong cái tuần á, trong ngày thứ sáu nhận thì sẽ dời qua ngày thứ bảy luôn. Đồng ý là làm được trong ngày thứ sáu, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ bất tiện hơn, thì nên là mình sẽ chuyển qua ngày thứ bảy để mình làm luôn, mình làm cho nó thoải mái. Tại ngày thứ bảy với khách, thứ nhất ngày thứ bảy với khách, thứ hai là cái thời gian rảnh của mình sẽ có, nên mình xử lý công việc nó rất là tốt. Nên đa số mình thấy có một số các anh chị và các bạn mới mở tiệm mà không chú ý những cái điểm này thì dễ mau dẫn tới sự phá sản, sự thất bại. Và nếu mà cái mặt bằng mà các chị đi thuê nữa thì càng mau thất bại hơn. Do đó hồi xưa giờ mình làm cái này khoảng 10 năm, gần 11 rồi. Thì các bạn biết là trong quá trình làm là lúc nào cũng đi theo mình, nó giống như là mình một giống như mình nhỏ, giống như mình một hạt cát ở trong cái sa mạc. Vô ngành nghề in photo in đắng, vô ngành nghề dịch vụ in đắng thì rất là đa dạng luôn, vừa photo vừa in đắng, vừa in đắng. Thì bữa nay có các dịch vụ in nhanh bao gồm in bì thư, in cà phê xích, in tem nhãn. Thì nói về in tem nhãn thì hiện tại bây giờ có một số bạn đang hỏi mình là đầu tư những cái máy móc để mà in tem nhãn để cam xong bế. Thì có một số anh chị thì cũng đang là làm cái tiệm mà dịch vụ quảng cáo để rồi xong mua theo cái máy đó về in với số lượng ít. Thì mình nghĩ cái máy đầu tư đó thì cũng rất là nhiều tiền. Nếu các bạn đầu tư không phải là 20-30 triệu chứ không phải là ít. Tại vì một cái máy bế hiện tại bây giờ máy bế A3 tự động thì mình nghĩ nó nằm khoảng 20 mấy triệu rồi. Các bạn mua thêm một cái máy nữa thì nó nằm cũng phải từ 30-50 triệu, các bạn phải bỏ tiền ra đầu tư. Nhưng mà hiện tại theo mình á,
thì mình ở đây mình sử dụng không có sử dụng mua đầu tư máy móc để mình in tem nhãn, mà mình sử dụng bằng dịch vụ in liên kết giữa mình với công bên nhà in quảng cáo. Thứ nhất, họ bên nhà in quảng cáo thì mình sẽ làm được những cái việc ví dụ như là mình in băng rôn, in khẩu hiệu, rồi mình in đề can thì trong đó có tem nhãn đề can. Ở bên nhà quảng cáo thì họ sẽ in xong họ bế, họ có thể cán bàn theo nhu cầu chúng ta, thì chúng ta cũng bằng hình thức chúng ta thiết kế file xong chúng ta quăng qua chúng ta cho họ in thôi. Thì ví dụ như đối với nhà quảng cáo nào cũng vậy, đối với nhà in quảng cáo nào cũng vậy, ví dụ như là khi mà khách hàng tới, đối với in 1m 2m thì chắc chắn cái giá thành cũng bằng mình, tại vì khi mà mình đã làm việc với họ rồi thì cái giá thành của mình đang làm với họ đang là cái giá thành mình cho gọi là cấp 1 đi, thì mình làm trực tiếp với họ này là cấp 1 đi, thì họ sẽ lấy cho mình những cái giá ưu đãi để mình làm lại với khách. Thì mục đích là chi? Thì cái số lượng hàng có nhiều mà mình sẽ thu hút được khách nhiều về mình làm thì họ cũng làm nhiều, do đó họ sẽ có những cái hướng, những cái giá rất là ưu đãi cho mình để mình làm. Mình chỉ việc thiết kế file qua, còn tất cả các công việc khác thì họ sẽ làm hết, bao gồm họ bế, họ in, họ kéo màn, họ bế, mình chỉ việc đi lấy về, có thể là mình cắt ra cho khách hàng hoặc là mình để theo dạng mét. Thì mình nghĩ nếu mà in theo phương cách này thì nó là in theo tính theo mét, thì các bạn sẽ tính toán với lại cái nhà in là bao nhiêu tiền một mét, thì bắt đầu mình sẽ tính toán công chi phí của mình đi lại lấy thiết kế file, rồi xong mình sẽ tính lên cho khách hàng bao nhiêu đó. Tùy theo các bạn có thể lấy mắc, các bạn có thể lấy rẻ, có đó là tùy theo mỗi người chứ không có giá được cố định. Thì mình nghĩ cái phương thức đó nó sẽ có rất là lợi, thì nhất là chúng ta sẽ không có bỏ tiền ra chúng ta làm, chúng ta đầu tư. Bữa nay một trong những cái mà ngại nhất đó là cái đầu tư, bỏ tiền ra mà đầu tư thêm máy móc. Các bạn biết hồi xưa mình làm hai cái máy photo, rồi một cái máy in màu A3, với lại một cái máy cắt để bàn A3, rồi về những cái vật dụng linh tinh để làm thôi đó. Bắt đầu từ từ trong quá trình làm, mình làm có dư ra một chút, rồi mình đầu tư máy móc, mua thêm máy về, rồi mình mua đủ thứ hết. Lúc trước thì mình cũng có nghĩ qua làm in áo, rồi in quà lưu niệm, in chuyển nhiệt hay là in chuyển nhiệt lên áo, rồi in in ép đề can lên áo, chuyển qua in thể thao, rồi in in đồng phục cho học sinh. Tuy nhiên là khi đó các bạn biết là mỗi cái nào sẽ có một cái hướng chuyên khác nhau, và trong vấn đề lĩnh vực in áo nó là một cái phạm trù riêng biệt. Đôi khi các bạn sẽ thấy nó giống nhau nhưng mà thật ra là nó là một phạm trù riêng biệt, nó không có giống. Tại vì in áo là in trên vải, in trên vải thì nó có, sẽ có những cái kỹ thuật, có những dụng cụ và cái máy móc thì nó khác nhau. Nếu mà máy móc bây giờ in trên vải thì đầu tư cũng khá là nhiều, mấy trăm triệu một cái. Rồi nếu mà các bạn có thêm in lụa, các bạn kéo được lụa thì các bạn sẽ kéo lụa. Thì nó có rất là nhiều phạm trù, tức là in vải là nó một trong những phạm trù khó, chứ không phải là giống như chúng ta làm dịch vụ in đó ở đây. Rồi mình cũng mua những cái máy ép về, ép ly, ép chuyển nhiệt lên ly, rồi mua máy ép nhiệt áo. Nói chung đầu tư rất là nhiều, cái gì mình khi mà mình bước vào nghề rồi mình cũng muốn thúc theo cái đầu tư đó. Nhưng mà khi mà làm một thời gian, các bạn sẽ thấy thứ nhất là mình không có chuyên, mình sẽ không có chuyên về phía mảng nào được. Một là mình sẽ chuyên về đó, mình bỏ từng thời photo in đóng, mình chỉ in về giày áo. Hai là các bạn chỉ chọn về photo và các bạn sẽ bỏ cái đó, rồi từ từ thì mình cũng đầu cũng dẹp hết mấy cái đó, cũng đầu tư cứ đầu tư xong rồi dẹp, đầu tư xong rồi dẹp rất là nhiều. Nhưng mà bữa nay mình chỉ thấy một cái hướng tốt nhất, đó là các bạn mở một cái tiệm photo dịch vụ này, các bạn mở thêm những, lấy thêm những cái mẫu kịp cưới về, các bạn làm những cái mẫu in giấy khen, những cái mẫu thẻ gì về, các bạn làm dựa trên, tức là các bạn đi theo ngành nghề photo và dịch vụ in ấn, tức là in ấn mình chỉ nói là in trên giấy thôi. Thì các bạn được sẽ làm được rất là nhiều. Nếu các bạn làm một thời gian rồi, các bạn sẽ có khách là nhiều. Ví dụ như in hóa đơn lẻ, các bạn in hóa đơn lẻ thì tất cả các dịch vụ đó đều liên kết, người ta sẽ có hết cho tất cả các bạn, người ta sẽ đáp ứng được cho tất cả các bạn. Bây giờ hóa đơn ví dụ các bạn in 10 cuốn thôi, người ta cũng đã in cho tất cả các bạn rồi. Các bạn không cần phải đầu tư máy móc về có máy dập lằn răng cưa, rồi máy đóng kim, rồi máy cắt, rồi mình cũng ngồi dán. Nói chung tất cả các vật thì người ta sẽ làm hết cho mình. Mình nghĩ cái hướng đó các bạn sẽ, thứ nhất là các bạn sẽ không tốn thời gian các bạn làm, thứ hai là các bạn sẽ không tốn tiền đầu tư thêm máy móc, và thứ ba cái lợi nhuận mình thấy nó làm nó vẫn tương đương với là các bạn làm, hoặc nó sẽ lên chút. Ví dụ như các bạn báo công ra các bạn làm thì các bạn có thể là nhận được 10 đồng, nhưng mà các bạn in chuyển qua Elicot thì các bạn có thể nhận được 7 đồng, 8 đồng, tùy theo cái lực giá mà các bạn chấp nhận làm chúng ta. Thì mình nghĩ cái đó là một cái điều, cái phương hướng tốt ha.
nếu mà các anh chị mới, các anh chị mới, những cái bạn mới thì mình nghĩ các bạn đừng có đi lung tung nữa, các bạn chỉ có tập trung vào cái hướng tức là photo, kiếm mô hình photo, thứ hai là in ấn. Thì in ấn trong đó bao gồm tất cả các loại dịch vụ in ấn, ví dụ như in tờ rơi, in tờ rơi, in bao thư, in giấy khen, rồi in thẻ nhựa, rồi in hóa đơn lẻ, rồi in băng rôn, in bạc, in đề can, in tem nhãn đề can, thì mình nghĩ đó là rất là nhiều dịch vụ chúng ta làm rồi, cộng với photo nữa. Thì các mình nghĩ là nếu mà các bạn không có đủ điều kiện mướn thêm người hoặc là người nhà không có, các bạn làm mình, thì mình nghĩ cái cách đó là một trong cái cách tốt nhất cho tất cả các bạn để các bạn có thể làm được nhiều dịch vụ để thu nhập. Nếu mà các bạn làm được những cái mối như thế, các bạn cứ đều hàng như thế, thì mình nghĩ là trong một tháng các bạn không bao giờ làm dưới 10 triệu một tháng. Thì nếu mà các bạn mà mở ra đầu tư mà các bạn thuận lợi nữa, nếu mà các bạn có mặt bằng thì các bạn càng sướng hơn nữa, chỉ cần các bạn làm và các bạn thu nhập, các bạn lấy vốn vào thôi. Chứ còn đầu tư ban đầu các bạn đầu tư rồi, chứ còn các bạn bây giờ cứ nghĩ đi theo hướng lung tung thì các bạn mình thấy không tốt. Tại mình cũng đã trải qua từng những cái giai đoạn đó rồi, mình hút theo những cái dịch vụ hay rồi, mình hút theo những cái hướng làm rồi, nhưng mà chừng sau làm một thời gian hoặc là bước vào làm mẫu thử test thì mình sẽ thấy. Các bạn biết hồi xưa mình đã từng kéo bao bị ni lông, từng mua khung lụa về kéo bị ni lông, mà các bạn biết là kéo ni lông cũng rất là khó, đâu phải dễ đâu, kéo là nó rất là dễ bít bản và rất là khổ. Đồng ý là khi mà các bạn sẽ tính toán được là khi mà các bạn làm thì cái lợi nhuận nó vẫn có, các bạn thấy có thể là lợi nhuận nó nhiều, nhưng mà các bạn không có chuyên được. Nếu các bạn thật sự các bạn đầu tư mà các bạn nên mở lớn luôn, các bạn mở lớn luôn tất cả dịch vụ, thì các bạn ra công ty rồi các bạn mướn nhân công rồi các bạn được về các bạn làm, thì các bạn có một số vốn sẵn, các bạn đầu tư, các bạn đánh mặt luôn thì các bạn sẽ dễ thành công hơn. Còn nếu mà các bạn cứ đi từ nhỏ mà chúng ta chắc chiêu là từ lớn, thì các bạn phải đi theo cái hướng nhất định, các bạn không có lang bang. Còn người ta đã có tiền rồi, người ta tập trung vào bỏ tiền ra, người ta mua máy móc rồi, người ta có khách làm. Đó là một trong những cái mà muốn chia sẻ cho tất cả các bạn và các anh chị, và đặc biệt là các anh chị mới thôi. Còn mình nghĩ tất cả các anh chị làm lâu đã có kinh nghiệm rồi thì mình không, nếu mà các anh chị làm lâu đã có kinh nghiệm rồi thì nếu thấy video này thì cũng xin đừng có ý kiến tiêu cực ha, đừng đỡ chứ được. Đây là cái kinh nghiệm, cái muốn chia sẻ của mình cho tất cả các bạn mới, các anh chị mới mở tiệm để cho đi đúng hướng phát triển. Rồi video của mình chia sẻ ở đây là kết thúc. Nếu tất cả các anh bạn và các anh chị có những ý kiến gì thì các anh chị cứ để lại phần comment phía dưới. Nếu các anh chị cảm thấy mà những cái video của mình làm chia sẻ thật sự hữu ích, có ích cho tất cả các bạn, còn cho cộng đồng, các bạn cứ share, chia sẻ để mọi người theo dõi, và đừng quên bấm like để ủng hộ tinh thần cho những cái video mình làm ra. Và nếu các bạn nào mới vừa ghé vào kênh Ba Đồ Official thì giúp mình đăng ký kênh để kênh này đang phát triển ha. Rồi xin chúc tất cả các bạn và các anh chị có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc và gia đình, và trong cuộc sống thì làm ăn ngày càng phát đạt và thành công trong công việc của mình. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.